chào mọi người. Nếu như mọi người có thắc mắc về chu trình skincare gần đây của Hương thì Hương rất vui lòng chia sẻ cho mọi người về một bộ sản phẩm mà Hương đang cực kỳ yêu thích dạo gần đây nhé. Đây mọi người ơi, đây là một bộ sản phẩm skincare tới từ thương hiệu Cỏ Mềm, một bộ sản phẩm được chiết xuất từ tơ tằm, cực kỳ lành tính cho da và mang đến sự an toàn cho người sử dụng. Các sản phẩm này đều được kiểm nghiệm và quản lý bởi Bộ Y tế, có số công bố để tra cứu chi tiết về các thành phần nguyên liệu. Ngoài ra, Cỏ Mềm còn có chuỗi 18 cửa hàng trên toàn quốc để mọi người có thể đến trực tiếp và trải nghiệm sản phẩm đó. Bộ sản phẩm mà Hương có gồm có 3 sản phẩm. Thứ nhất là sữa rửa mặt, thứ hai là toner và thứ ba là kem dưỡng ẩm. Để mà nói về sữa rửa mặt thì Hương rất thích em này. Em này có tên là sữa rửa mặt tạo bọt tơ tằm bởi vì là em nó có chiết xuất từ tơ tằm và vitamin B5 giúp làm sạch da, duy trì độ ẩm tự nhiên ở trên da và làm khô thoáng cái lỗ chân lông của mình. Mình thích ở một điểm là sau khi sử dụng em nó thì da mặt mình không hề bị căng, không hề bị kín kít ấy, mà cảm giác da mình vẫn được giữ lại một lượng ẩm sờ vào mềm cực. Tiếp đến là em toner Active Toner, hay còn gọi là toner hoạt tính. Tơ tằm, HA và niacinamide là những hoạt chất nổi bật của em toner này. Em toner này sẽ giúp cân bằng độ pH ở trên da, giúp cho da của chúng mình giảm khô sần, thu mờ lỗ chân lông và làm cho da mình sáng mịn cũng như khỏe khoắn hơn. Sử dụng em này thì rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể nhỏ một ít ra bông tẩy trang để thoa lên mặt, hoặc là như Hương đổ trực tiếp vào tay và vỗ vỗ đều lên mặt để cho tinh chất thấm vào da mình là được rồi. Cuối cùng là em kem dưỡng vô cùng đặc biệt này. Trời ơi, Hương ưng em này lắm. Những bạn nào ở tầm độ tuổi như Hương, độ tuổi 23, 24 và các chị lớn hơn thì đã bắt đầu có cái xu hướng là sẽ muốn sử dụng các sản phẩm chống lão hóa cho làn da của mình đúng không? Thì em này, kem dưỡng ẩm ngừa lão hóa tới từ nhà Cỏ Mềm là một sự lựa chọn vô cùng ok la cho mọi người nhé. Em này có chiết xuất từ tơ tằm, HA và coenzyme Q10, có tác dụng dưỡng ẩm chuyên sâu, làm căng mịn, làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa cho mọi loại da. Bạn kem dưỡng ẩm này có một cái chất kem khá là đặc. Mới đầu khi mọi người bôi lên da thì mọi người sẽ có cảm giác hơi nặng da một tí xíu. Thế nhưng để một hồi tầm khoảng 1 phút đến 1 phút 30 giây thì những cái dưỡng chất đấy nó sẽ thấm vào da của mình, và khi đó da của mình sẽ cực kỳ mềm, sờ vào ẩm mượt thích cực kỳ luôn. Một điểm mà Hương vô cùng thích ở bộ sản phẩm này đấy là bộ sản phẩm này được chiết xuất từ tơ tằm, từ thiên nhiên không, thì nó phù hợp với mọi loại da mọi người ạ. Kể cả da nhạy cảm. Mọi người cứ yên tâm nhé. Bộ sản phẩm này không chứa các chất gây hại cho da cũng như là cho môi trường, ví dụ như là sunfat, paraben hay là silicone. Thế nên là cứ yên tâm sử dụng. Cỏ Mềm thì đang là một thương hiệu khá là hot, đang dần trở thành một xu hướng đối với những người quan tâm tới sản phẩm tới từ thiên nhiên cũng như là những sản phẩm bảo vệ môi trường. Nếu mà mọi người sử dụng sản phẩm này mà thấy thích thì hãy để lại ở bên dưới phần comment cho Hương biết với nhá. Trời ơi, lan tỏa được những sản phẩm tốt tới mọi người mình vui lắm. Thank you, bye bye và hẹn gặp lại mọi người.